tử vi tuần mới từ 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1 tuổi tý từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 tuần này là một tuần không mấy thuận lợi đối với người tuổi tý trên phương diện sự nghiệp đầu tuần nhờ có chính quan phù trợ bạn có thể gặt hái được thành công hoặc khẳng định được vị thế của mình song chính điều đó cũng khiến bạn trở nên kiêu ngạo từ giữa tuần trở đi thương quan và kiếp tài xuất hiện chứng tỏ bạn dễ gây hấn với cấp trên hoặc đồng nghiệp phương diện tài lộc khá suôn sẻ kể từ giữa tuần trở đi đặc biệt là với người làm ăn kinh doanh và người làm các công việc tay trái bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác để kiếm thêm nhiều cơ hội triển vọng nếu vẫn luôn chăm chỉ làm ăn thì cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay bạn thiên cầu chiếu mệnh cho thấy bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả bạn cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc không nên làm việc quá sức cũng như nhận hết việc về mình nếu có thể hãy thường xuyên chia sẻ với những người mình tin tưởng chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển đáng kể trong tuần này vợ chồng bạn rơi hết từ rắc rối này đến rắc rối khác mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì đôi bên chưa thực sự biết cách tha thứ và thấu hiểu cho nhau. Đừng để kẻ thứ ba nhân cơ hội này chen chân vào mối quan hệ của hai bạn. Hai, tuổi Sửu từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc dần vào thời điểm cuối tuần nếu như đầu tuần, dưới sự tác động của kiếp tài và tỷ kiên. Bạn liên tiếp bị gây khó dễ, thậm chí vướng vào phân tranh, thị phi thì khoảng thời gian sau đó, bạn tìm được hướng để khắc phục khó khăn, đi con đường đúng đắn của riêng mình. Các tinh thiên đức xuất hiện là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Kẻ tiểu nhân không thể mãi ngáng chờ bạn tài lộc của bản mệnh nhìn chung là ổn định không có nguồn thu nào lớn nhưng cũng không cần phải chi tiêu quá tốn kém trong tuần này bạn biết cân bằng chi tiêu nên dù chỉ có một khoản thưởng nhỏ cũng đủ để bạn tiêu xài cho đến hết tuần chuyện tình cảm lên bổng xuống trầm chứng tỏ bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến cách cư xử của mình khi đôi bên xảy ra mâu thuẫn bạn không nên đặt cái tôi cá nhân lên quá cao không nghe theo ý kiến hoặc lời giải thích của người ấy. Bản mệnh không nên đòi hỏi mình phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi việc. Ba, tuổi dần từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 người tuổi dần có một tuần tương đối thuận lợi trên lĩnh vực sự nghiệp. Nhờ có thiên ấn và chính ấn chiếu mệnh bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong những lĩnh vực quen thuộc vốn hiểu biết và bản lĩnh của bạn chắc hẳn sẽ khiến cho nhiều người ngạc nhiên trong đó có cả cấp trên của bạn phương diện tài lộc cực kỳ rực rỡ vào thời điểm cuối tuần bạn làm gì cũng thu được một khoản tiền lương tiền thưởng hoặc lợi nhuận xứng đáng người làm ăn kinh doanh kiếm được lợi nhuận từ những khách hàng mới trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì những đóng góp của mình Bạch hổ mang lại điểm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc. Chuyện tình cảm của tuổi dân có dấu hiệu cải thiện rõ rệt vào cuối tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, vợ chồng quá bận rộn khiến tình cảm xa cách thì nay là lúc đôi bên cần tìm cách hâm nóng cảm xúc có thể một bữa ăn lãng mạn là sự lựa chọn khá phù hợp. Bốn, tuổi mão từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 vận trình sự nghiệp của người tuổi mão có hung có cắt cảnh báo bạn cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì. Đầu tuần là thời điểm mọi việc thuận lợi. Bạn có thể gặt hái thành công khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, đến cuối tuần, dưới ảnh hưởng của Thương Quan và Thiên Quan, bạn có thể bị cấp trên gây khó dễ. Khiến công việc có nhiều khúc mắc, trở ngại hơn. Chính tài và Thiên tài giúp đỡ, người tuổi này có cơ hội phát tài nhờ các công việc chính hoặc nhờ vào may rủi của bản thân. Nếu luôn chăm chỉ cố gắng, bạn ắt sẽ gặt hái được một thành quả xứng đáng một số người giàu lên nhanh chóng nhờ trúng số hoặc được thừa kế tài sản thì cần có cách sử dụng đồng tiền hợp lý bói tử vi trực tuyến sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn vào tuần này vì thế hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài dự đoán Chuyện tình cảm biến động theo chiều hướng tích cực hơn vào thời điểm cuối tuần. Nếu còn độc thân, bạn dần dần bước ra khỏi thế giới riêng và cho những người thật sự chân thành với mình một cơ hội. Nếu quyết đoán, bạn có thể nhanh chóng đến với một ai đó. Nam Tuổi thìn từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 tuần này là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Mối quan hệ của bạn với cấp trên hoặc đồng nghiệp đều xuất hiện vấn đề. Có thể sự nóng nảy, độc đoán của bạn khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu. Bạn cần tìm cách thay đổi tật xấu của mình, vì phương diện sự nghiệp không có nhiều tiến triển nên tài lộc cũng khó gia tăng bạn cần hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng vào thời điểm này để tránh thua lỗ. Ngoài ra, những mối đầu tư từ trước đó của bản mệnh cũng ít thấy có dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bạn đang quá phung phí tiền của cho những mục đích không thật sự cần thiết khiến túi tiền khó có khi nào dùng dính. Do đó, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình trong chuyện tình cảm nếu đầu tuần lứa đôi vẫn còn ngọt ngào với nhau thì đến cuối tuần mọi việc lại chẳng còn thuận lợi như vậy nữa nhiều vấn đề xảy ra khiến đôi bên bắt đầu nghi kỵ nhau đừng giữ những suy nghĩ ấy trong lòng hãy tâm sự với nửa kia để người ấy được biết những vấn đề bạn còn vướng mắc sáu Tuổi Tị từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 một vài khó khăn do tỷ kiên và kiếp tài gây ra không thể cản bước thăng tiến của người tuổi Tị trong tuần này. Bạn kiên định với lý tưởng của mình, không nghe theo lời nói ngả nói nghiêng của người khác nên nhanh chóng thoát khỏi các vụ thị phi. Thậm chí, bạn còn đưa được lời khuyên cho người khác. Tiếc rằng chuyện làm ăn chưa có nhiều tiến triển trong tuần này thực thần cho thấy chỉ những người làm công việc tay trái mới có thể kiếm được một khoản tiền lương kha khá cho mình nếu là người làm đầu tư kinh doanh bạn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới nhìn thấy kết quả trên phương diện chi tiêu tiểu hao cho thấy những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc vì thế bản mệnh cần nhắc nhở bản thân giảm bớt việc mua sắm những món đồ không cần thiết đồng thời chớ nên ngây thơ tin vào lời dụ dỗ của người ngoài chuyện đầu tư thu lời không đơn giản như bạn nghĩ đâu chuyện tình cảm lắm nỗi buồn trong tuần này thậm chí đôi lứa mâu thuẫn với nhau đến mức khó có thể hàn gắn dường như bạn và người ấy ai làm việc của người đó chẳng quan tâm gì đến nhau cứ tiếp tục thế này quan hệ đôi bên sẽ đi tới bờ vực dạn nứt 7. Tuổi ngọ từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 sự nghiệp của người tuổi ngọ có xu hướng cải thiện vào thời điểm giữa tuần. Nếu như khoảng thời gian trước đó, dưới ảnh hưởng của kiếp tài, bạn thường phải làm mọi việc một mình, thậm chí phải nhận lời dèm pha của mọi người thì đến giữa tuần, nhờ chính ấn và thiên ấn phù trợ công việc của bạn đạt kết quả tốt, khiến mọi người phải thán phục ngũ quỷ cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại vì thế bên cạnh việc tập trung vào nhiệm vụ và tiến về phía trước bạn còn cần phải có lòng đề phòng mọi người đừng tin theo lời rủ dê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng tình hình tài lộc không có nhiều biến chuyển trong tuần này chỉ những người tập trung vào công việc chính mới có thể nhận được một khoản thu kha khá, khá vì thế bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho các công việc ngoài lề khiến các công việc chính lỡ dở đồng tiền khó chảy về túi chuyện tình cảm của người tuổi ngọ rơi vào tình trạng căng thẳng đặc biệt vào thời điểm cuối tuần dường như hai người không hề có ý định xuống nước với nhau thậm chí có kẻ lời ra tiếng vào khiến mâu thuẫn giữa bạn và người ấy ngày một trầm trọng hơn 8. Tuổi mùi từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 người tuổi mùi hãy tin rằng chỉ cần bạn cố gắng không ngừng nghỉ thì mọi khó khăn sẽ qua đi. Dù là người có quyền cao chức trọng đi nữa cũng không thể làm khó bạn. Nếu bạn có thể hoàn thành tốt mọi việc được giao bất kể khó khăn thì bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội. Vươn lên vị trí xứng đáng hơn. Tài lộc không có nhiều tiến triển trong tuần này nếu muốn túi tiền rủng rỉnh hơn bản mệnh cần tìm kiếm các công việc làm thêm phù hợp với thời gian và năng lực người làm kinh doanh đầu tư chưa thể nhận được lời lời từ những quyết định làm ăn trước đó trên phương diện tình duyên thái âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có rất nhiều người chân thành vì thế không lý nào bạn lại đóng cửa trái tim tạo khoảng cách với đối phương cả Hãy chủ động bày tỏ thiện cảm với người bạn có cảm tình nhé. Việc quá mức đào hoa lại không phải là dấu hiệu tốt với những ai đã lập gia đình. Bạn cần chủ động giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận mình. Đừng quá buông thả bản thân, gây tổn thương cho những người thân yêu cũng như danh tiếng của chính mình. 9 tuổi thân từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 sự nghiệp của người tuổi thân phát triển khá khó khăn trong thời điểm này nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Dường như mọi người xung quanh đều không có thiện ý với bạn khiến bạn phải làm tất cả mọi việc một mình. Tốt nhất bản mệnh chớ nên than thân trách phận. Hãy suy nghĩ tích cực và cố gắng không ngừng để mọi việc chóng qua sao dịch mã cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản lối bạn khiến bạn phải rút lui hãy nghĩ đó là điều mình bắt buộc phải vượt qua nếu muốn trở nên mạnh mẽ phát triển hơn trong tương lai phương diện tài lộc của những người làm đầu tư kinh doanh phát triển rực rỡ ngay từ đầu tuần những mối quan hệ bạn gây dựng từ trước đó tạo điều kiện để bạn mở rộng kinh doanh nhanh chóng thu hồi tiền lời lãi về tay thậm chí có một số người nhận được tiền ủng hộ đầu tư của người thân để tiếp tục phát triển sự nghiệp chuyện tình cảm của tuổi thân có nhiều dấu hiệu khá tích cực vào cuối tuần những hiểu lầm mâu thuẫn giữa các cặp đôi dần được tháo gỡ khiến hai người ngày càng hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn bạn coi nửa kia là một phần không thể thiếu của mình. 10. Tuổi Dậu từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 tử vi hàng tuần 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Dậu chỉ có dấu hiệu cải thiện vào những ngày cuối tuần khi nhận được sự che chở của chính ấn còn thời điểm đầu tuần bạn thường xuyên bị cấp trên gây khó dễ khó có thể tìm được cơ hội phát huy thực lực có lẽ bạn cần phải cân nhắc lại về môi trường làm việc của mình với người làm ăn kinh doanh do có nhiều cát tinh hội tụ vào đầu tuần nên bạn có thể dễ dàng đưa ra những quyết định đầu tư chính xác khiến lợi nhuận bước đầu đổ về túi hãy kiên định với sự lựa chọn của mình tương lai sẽ còn nhiều tốt đẹp đáng để bạn mong chờ người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao thái dương chiếu mệnh bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng nếu cũng có thiện cảm với đối phương trước hết đôi bên có thể giữ liên lạc để tìm hiểu kỹ hơn về nhau người đã lập gia đình luôn biết trân trọng và tôn trọng nửa kia của mình chính vì vậy mà dù có việc lớn nhỏ gì trong gia đình bản mệnh cũng luôn trao đổi với người ấy hai bạn chính là một cặp đôi khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Mười một, tuổi tuất từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 sự nghiệp của người tuổi tuất lên xuống thất thường trong tuần này, đòi hỏi bạn không được chủ quan, lơ là một giây phút nào tỷ kiên và kiếp tài khuyên bạn dù có chắc chắn với sự lựa chọn của mình đến mức nào đi nữa bạn cũng cần phải tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh đừng đưa ra những quyết định bốc đồng tình hình tài chính không có nhiều dấu hiệu cải thiện đầu tuần thực thần xuất hiện cho thấy người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản tương xứng với công sức mà mình đã bỏ ra khi cầm đồng tiền trong tay bạn chớ nên chi tiêu một cách phung phí bởi đó là tất cả những gì bạn có được trong tuần này thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà hoặc khi thực hiện các công việc chân tay vận hành máy móc khi làm bất cứ công việc gì bản mệnh cũng chớ lơ là kẻo gây ra những hậu quả đáng tiếc không chỉ ảnh hưởng bản thân mà còn ảnh hưởng cả người khác chuyện tình cảm đầu tuần yên ấm nhưng đến cuối tuần nhiều sự cố bắt đầu xuất hiện, có lẽ khó khăn là lúc khiến bạn nhận ra rõ nhất những khuyết điểm của người ấy. Tuy nhiên, nếu là khuyết điểm nào cho qua được thì bạn nên cho qua. Chớ nên soi mói quá mức. 12 tuổi hợi từ ngày 24 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 người tuổi hợi cần xác định tinh thần khiêm tốn, dĩ hòa vi quý trong tuần này. Dù bạn có được cấp trên đánh giá cao và giao trọng trách thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo. Bản mệnh vẫn cần học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi ai cũng có ưu điểm đáng để bạn học tập. Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm giữa tuần có lẽ những khoản đầu tư của bạn từ trước đó đã dần có những dấu hiệu lạc quan. Bạn có thể mạnh dạn tiếp tục đầu tư vào những mối làm ăn lớn hơn, đừng chần chừ do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, bản mệnh cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình đồng thời hãy mạnh dạn bước ra khỏi thế giới riêng đón nhận cuộc sống sang trang mới người đã lập gia đình lại cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động xã giao tốt nhất bạn nên tìm cách để cân bằng các mối quan hệ của mình biết trân trọng những ai quan trọng hơn